Bài này chúng ta sẽ nghiên cứu về việc bắt và xử lý các sự kiện trong Java. Giao diện đồ họa cho phép ta tương tác với chương trình thông qua các sự bắt sự kiện và xử lý sự kiện. Các sự tương tác này có thể là click chuột, nhấn phím, chọn danh sách, vân vân. Để bắt một cái sự kiện thì bước đầu tiên ta phải nhúng các gói event vào bằng cách là ta import java.awt.event.sao. Bước thứ hai là ta sẽ cài đặt các giao diện cho nó thích hợp với lại cái sự kiện ta muốn bắt. Ví dụ như là ta muốn bắt sự kiện về lít chuột vào một cái nút thì ta sẽ cho cái lớp của ta implement từ cái action listener. Sau đó ta phải chỉ ra cái đối tượng nào mà ta muốn bắt sự kiện lên trên đó. Ví dụ ta muốn bắt sự kiện lên button 1 thì ta button 1 chấm, đối với cái button thì ta sẽ chấm add action listener. Và bước thứ tư thì ta sẽ viết các hàm để xử lý cái sự kiện cho tương ứng. Thì đối với button thì ta sẽ viết cái hàm là action performance. Ta sẽ có các cái lớp sự kiện và những cái lời mô tả cho nó, thí dụ như là action event. Action event này là sẽ xử lý khi mà một cái nút hay là một cái menu được chọn, một cái nút được nhấn hay một cái menu được chọn. Cái adjustment event này xảy ra khi mà cái thanh scroll bar được cuộn. Cái lớp sự kiện component event xảy ra khi một cái thành phần được thay đổi kích thước, bị di chuyển, bị ẩn, bị kích hoạt, vân vân. Cái forget event là cho phép bắt sự kiện khi mà một cái thành phần, một cái component bị mất hay là nhận cái forget. Item event bắt sự kiện khi mà một cái menu hay một cái checkbox được chọn hay là bị bỏ chọn. Cái lớp window event ta dùng để bắt những cái sự kiện khi mà cái cửa sổ, cho cái cửa sổ ta khi mà nó được kích hoạt, được đóng cửa sổ, được mở cửa sổ hay là được thoát. Test event cho phép ta bắt các sự kiện khi mà cái test field hay là cái test area bị thay đổi giá trị. Cái mount event là khi ta bắt sự kiện cho chuột, di chuyển chuột, click chuột, kéo chuột, thả chuột, vân vân. Cái key event thì cho phép ta bắt sự kiện khi mà phím được nhấn hay là được nhả. Bây giờ ta sẽ vào một số cái sự kiện chính. Đầu tiên là cái action event. Action event được sử dụng khi mà một cái nút được nhấn, ta muốn bắt sự kiện cho một cái nút được nhấn, một cái menu được chọn. Thì ở đây ta sẽ sử dụng là cái lớp action event. Ta sẽ implement từ cái giao diện là action listener và cái phương thức để lắng nghe sự kiện là add action listener và hàm xử lý là action permit. Bây giờ ta sẽ viết chương trình để minh họa. Ta phải tạo ra một cái file mới. Nên là bắt sự kiện 1 chẳng hạn. Rồi ta sẽ có một cái lớp có cái hàm tạo của nó. Bây giờ ta sẽ viết cái phương thức chính. Rồi ta sẽ tạo ra ta sẽ cho cái lớp ta kế thừa từ cái frame. Rồi ta tạo ra nhúng cái bọt vào. Import java.awt.sao và muốn bắt sự kiện thì ta phải import thêm java.awt.event.sao. Rồi giờ ta sẽ tạo ra cái đối tượng là cái bắt sự kiện 1. Rồi a chấm sẽ xài cho nó.
Rồi bây giờ ta sẽ viết cái bài toán là ta tạo ra một cái cửa sổ, ở trên đó nó có hai cái nút mà màu nút đỏ và nút xanh. Khi ta click vào nút đỏ thì cái màu nền của cái frame sẽ chuyển thành màu đỏ. Khi ta nhấn vào nút xanh thì cái màu nền của cái frame sẽ chuyển thành màu xanh. Thì bây giờ đầu tiên ta tạo ra hai cái nút. Đỏ chẳng hạn. Rồi. Button B2 bằng new button. Xanh chẳng hạn. Rồi, ta add hai cái nút này vào. Rồi, ta set layout cho nó. Vô layout. Rồi ta cầm bài thử. Rồi ta sẽ có hai cái nút đỏ xanh. Bây giờ những nút đỏ thì màu nền sẽ chuyển thành màu đỏ, những nút xanh thì màu nền sẽ chuyển thành màu xanh. Rồi muốn làm được chuyện này thì ta phải implement từ cái giao diện. Ở đây ta bắt sự kiện của cái nút thì ta sẽ sử dụng là action listener. Action listener. Rồi. Bây giờ ta muốn bắt sự kiện vào cái đối tượng nào? Ta muốn bắt sự kiện vào cái đối tượng là cái nút nút xanh với nút đỏ, tức là nút B1 B2 á, thì ta sẽ cho là B1 chấm add action listener truyền vào dit B2 chấm add action listener rồi dit. Và sau đó ta sẽ viết cái hàm để xử lý cho cái việc bắt nhấn cái xử lý cho cái việc nhấn cái nút này là public void action rồi và ta sẽ truyền vào một cái sự kiện là action event. Chẳng hạn e chẳng hạn vậy. Rồi vậy khi mà ta nhấn cái nút 1 hoặc là nhấn nút 2 thì nút 1 nút 2 sẽ là e này. Bây giờ ta sẽ set e. E là cái sự kiện á. Bây giờ set e. E chấm get sort. Ta sẽ có cái hàm get sort. Cái hàm get sort này sẽ trả về cho ta cái tên của cái nút mà ta nhấn. Ở đây ta sẽ có hai cái nút là B1 và B2. Vậy khi nhấn vào B1 hay nhấn vào B2 gì thì e chấm get sort này đều là sẽ trả về hoặc là B1 hoặc là B2. Do đó ta sẽ xét nếu e chấm get sort bằng bằng B1, tức là nhấn vào cái nút B1, mà nút B1 tức là cái nút đỏ đó, thì dit chấm set background truyền vào cái color. Ví dụ như là ta tạo cái đó, ta có cái đối tượng là color chấm red. Ngược lại, ở đây ta chỉ có hai cái nút thôi nên ta ngược lại, tức là sẽ là cái nhấn vào cái nút xanh á, edit chấm set background color chấm blue. Rồi ta sẽ cầm bài chương ở
Ở đây ta sẽ có hai cái nút, rồi ta nhấn một nút đỏ thì nó sẽ xếp background ra đỏ, nhấn một nút xanh thì nó ta sẽ xếp background ra là màu xanh. Ta vừa minh họa xong cho cái việc là bắt sự kiện list chuột cho cái nút thông qua cái giao diện là action listener và cái sự kiện là action event. Tiếp theo ta sẽ minh họa cái sự kiện là item event. Item event này xảy ra khi mà một cái menu được chọn hay là bị bỏ chọn hay là một cái checkbox được chọn. Thì đối với cái menu hay là cái checkbox này thì ta sẽ sử dụng cái lớp là lớp item event, cái giao diện là item listener và cái đối tượng sẽ lắng nghe là add item listener với cái hàm xử lý là item state chain. À, bây giờ ta sẽ nhả về bình thường. À, bỏ cái này đi. Bây giờ ta sẽ tạo ra một cái checkbox. Cái checkbox này nếu ta check vào thì nó chọn màu, cái nền sẽ là màu đỏ. Ta bỏ chọn đi thì cái nền sẽ là màu xanh. Rồi, bây giờ ta sẽ tạo ra cái checkbox. CB bằng new. Rồi cái chuỗi hiện ra là red hoặc là blue. Đó ta add cái checkbox này vào. À, cái CB này vào. Và ta cho cái checkbox CB này sẽ lắng nghe sự kiện là add item listener. Rồi truyền vào dit và ta sẽ implement. Implement từ cái item listener. Rồi. Ta cho cái này lắng nghe sự kiện là add item listener. Thì bây giờ bắt đầu ta sẽ viết một cái hàm để xử lý khi mà cái checkbox này được chọn. Cái hàm đó là public void item state. Truyền vào là cái item event. Là e. Rồi. Tạm thời ta khoan viết cái hàm này. Ta thấy rằng nếu mà ta đã add cái item listener và ta implement từ một cái item listener thì ta xem thử khi ta compile. Nó sẽ báo lỗi. Nó sẽ báo lỗi là khi mà ta implement từ cái item listener này thì lập tức ta phải viết cái hàm. Lập tức ta phải viết cái hàm item state chain liền chứ nếu không nó báo lỗi. Rồi bây giờ ta sẽ viết là nếu e.get sort. À không, xài không ta không xài item.get sort nữa. E.get state chain bằng với lại chấm select là nếu mà cái checkbox bị thay đổi được chọn nè thì bắt đầu bắt sự kiện dit chấm cái checkbox này khoan cái checkbox này là khi ta được chọn thì nó sẽ tương ứng với lại item event chấm selected rồi dit chấm set background giống như bài trước là color chấm red. Rồi ngược lại dit chấm
Bát rào luôn. À, ta cầm bài. À, thấy rằng đây ta có cái chết bóc, chết vào thì màu nền sẽ là đỏ, bỏ ra màu nền sẽ là xanh. Tương tự như thế, bây giờ ta sẽ không làm bằng cái chết bóc nữa mà ta sẽ làm bằng một cái, ta làm bằng cái radio button. Rồi ta sẽ bỏ cái này đi, nó cũng y chang như vậy nhưng mà ta sẽ làm bằng radio. Ra vô thì đầu tiên ta sẽ tạo ra cái chatbox group. Chatbox group CG chẳng hạn bằng new chatbox group. Sau đó ta tạo ra hai cái chatbox và ta cho hai cái chatbox này cùng chung cái group tên là CG, thì lúc đó cái chatbox này nó sẽ tạo thành ra là cái radio button. Chatbox chẳng hạn đặt là red bằng new chatbox. Rồi đây ta sẽ truyền đối số thứ nhất là cái nhãn, đối số thứ nhì là nó thuộc cái chatbox gì, xin lỗi, nó thuộc cái chatbox group nào, chatbox là CG, và mặc định nó được chọn hay không. Rồi, cho true tức là mặc định là cái red được chọn. Checkbox blue bằng new checkbox, truyền vào là xanh, có checkbox group là CG và mặc định là font. Đó ta add hai cái đối tượng này vào. Ta cho hai cái đối tượng này lắng nghe sự kiện. Red chấm add item listener và rồi bây giờ ta sẽ viết cái xử lý sự kiện đây. Thì do nó là cái checkbox, do nó là cái radio button nên ta sẽ viết cái cách xử lý khác một chút. Ta viết ở đây là nếu e chấm get item state change bằng item event chấm selected. Rồi bây giờ ta có đến ta có cái checkbox. Ta có sẽ có hai, xin lỗi, ta sẽ có là hai cái radio button. Thì giờ ta phải phân biệt là khi nào, khi ta chọn radio button nào. Bây giờ đây ta sẽ là train. Giả sử đặt một cái biến gì đó, ví dụ như là nhãn của cái item. Mình ta sẽ cho là e chấm get item, tức là nó sẽ lấy được là ta chọn cái radio nào, ta chọn cái radio là red hay là ta chọn cái radio là blue. Sau đó ta ép cái này thành cái chuỗi và ta gán cho cái biến là item label này, thì lúc này cái item label sẽ là cái nhãn của cái chatbot ta được chọn, tức là nó sẽ là chuỗi đỏ hoặc là chuỗi xanh. Ta viết là if
em chấm item vô bằng đỏ thì tương tự vậy, ta cũng biết như hồi nãy dit chấm set background color chấm red được rồi. Dit chấm set background color chấm blue. Rồi ta sẽ chạy chương trình. Rồi ta có cái nút đây, ta chọn xanh. Bắt rào đổi, ta chọn đỏ. Bắt rào đổi. Ta đã minh họa xong cái item event. Cái sự kiện, cái lớp sự kiện tiếp theo ta sẽ nghiên cứu là cái mount event. Cái mount event sẽ xảy ra khi mà ta di chuyển chuột, lít chuột, kéo thả chuột vân. Thì cái lớp ta phải sử dụng là mount event. Và ta sử dụng cái giao diện là mount listener, lắng nghe bằng add mount listener và các hàm xử lý. Ở đây đối với cái mount event này đang có các hàm xử lý như sau là mount click, mount press, mount enter, mount exit, mount delete. Tức là khi click chuột, khi đưa chuột vào, khi chuột thoát ra, khi nhấn chuột, khi nhả chuột. Rồi bây giờ ta sẽ minh họa cái việc bắt cái mau. Rồi. Rồi đấy. Bây giờ ta sẽ tạo ra một cái frame. Trên cái frame đó ta sẽ có một cái textbox. Và khi mà ta click chuột ở trên cái frame thì trong textbox sẽ hiện ra tọa độ khi mà ta click chuột. Và bây giờ thì đầu tiên ta sẽ tạo ra một cái text field. Tf chẳng hạn vậy. Bằng new text field. Và cho cái khoảng cách nó là 10. Rồi sau đó ta tạo ra một cái nhãn với mục đích là trang trí cho nó đẹp. Rồi như vậy. Rồi sau đó ta thêm hai cái đối tượng này vào trong cái frame. Bây giờ ta sẽ bắt sự kiện click chuột. Ở đây ta phải chú ý rằng ta bắt sự kiện cho cái đối tượng nào thì ta cho cái đối tượng đó lắng nghe sự kiện. Ở đây ta bắt sự kiện là hồi bài trước ta bắt sự kiện là click vô cái nút, đâm ra là ta tên cái nút rồi chấm add cái gì đó, add cái mấy cái listener. Bây giờ ở đây ta bắt sự kiện là click vô cái frame thì ở đây ta sẽ lại là did chấm did chính là gì? Did ở đây chính là cái frame của ta thì did chấm add mount mount listener, tức là ta bắt sự kiện là lắng nghe chuột này lên chính cái frame của chúng ta chứ không phải là click trên cái nút hay là trên cái checkbox gì nữa ha. Phải để ý cái phần này cho kỹ. Nhắc lại một lần nữa, khi ta đã add một cái listener vào thì cái việc đầu tiên ta phải làm là ta import vào cái event. Sau đó ta phải implement. Implement cái mount listener. Rồi.
khi ta đã implement cái mount listener rồi, thì ta đã implement một cái listener rồi thì lập tức ta phải viết những cái hàm để xử lý. Còn nếu ta không viết những hàm xử lý thì nó khi compile nó sẽ báo lỗi liền. Cái việc mà cho một cái đối tượng lắng sự nghe sự kiện với cái việc implement một cái listener và cái hàm phải viết ra đồng thời thì nó compile mới được. Chứ nếu ta chỉ viết một cái và ta compile thì nó sẽ báo lỗi liền. Chuyện thứ nhất, chuyện thứ hai là ở đây nó sẽ có những cái hàm để xử lý thì ta phải viết. Nó có những cái hàm, ví dụ như đối với cái đối với cái chuột này thì ta sẽ có những cái hàm ví dụ như là mount list, mount enter, mount exit vân vân. Thì ta phải viết tất cả những cái hàm này ra. Mặc dù ta không xài tới nhưng mà ta cũng phải viết ra hết. Rồi bây giờ ta sẽ viết những cái hàm public. Rồi ta thử compile, mà giả sử ta thử compile mà chưa có những cái hàm, ta thấy rằng nó báo liền. À nó báo là có lỗi rồi đó. Rồi bây giờ ta viết mấy cái hàm vào. Public void mount list. Truyền vào là cái mount mount event. Và khi viết thì nó có những cái hàm nào thì ta phải viết đầy đủ luôn. Ví dụ giả sử bây giờ ta chỉ viết duy nhất một cái là mount list thôi. Ta compile. Ta cũng thấy nó vẫn báo lỗi như thường. Nó vẫn báo lỗi. Tại vì đối với cái sự kiện này nó sẽ có những cái hàm là mount list, mount enter, mount exit vân vân, phải viết ra hết. Mount public void. Mount mount release. Rồi cứ viết để đó, không xài thì cũng phải viết để đó ngắm chơi. Ta biết rồi đó, giờ ta thử làm bài tiếp mà vẫn có báo lỗi như thường, tại vì viết chưa đủ. Vẫn lỗi như thường. Rồi ta viết tiếp, nó gồm cái gì nữa? Rồi tiếp. Thấy ghét vậy đó. À xin lỗi, cái mail exit này nó phải có là id nữa. Rồi, nó có nhiêu đây nè. 1 2 3 4 5. 5 cái mới đủ. Bây giờ ta compile nó sẽ đúng. Rồi được đó. Bây giờ ta viết là khi ta list chuột vào cái frame thì nó sẽ hiện tọa độ vô cái test field của ta. Thì lúc đó sẽ bắt sự kiện là mount list. Rồi ngay cái mount list này bắt đầu ta sẽ viết. Bây giờ muốn lấy tọa độ thì đầu tiên cái khi mà list chuột thì sự kiện sẽ xảy ra. Thì ngay tại đó sự kiện xảy ra thì cái e đó chính là cái sự kiện, cái e đây nè, cái mount event này nè, cái sự kiện chuột này nè, e này nè chính là cái sự kiện chuột đó. Bây giờ ta sẽ lấy cái tọa độ x tọa độ y của cái e, cũng chính là ta lấy tọa độ x tọa độ y của cái list chuột á. Khai báo cái biến đi in x bằng e chấm get x, rồi in y bằng e chấm get. Sau đó ta tạo ra cái chuỗi, chuỗi bằng khi bây giờ ta sẽ ép cái biến x này thành ra là chuỗi để ta nhét vô cái biến chuỗi string chấm value of. Cái hàm hàm string chấm value of này dùng để ép một cái đối tượng thành ra một cái chuỗi. Rồi đây ta ép ép cái x này đang là integer đó, rồi ta ép nó thành ra chuỗi.
Rồi đó cái chuỗi này sẽ cộng với cái dấu hai chấm mở ra cho nó đẹp. Rồi cộng với lại. Rồi đây nó có dấu cộng. Trên chấm value of của y. Rồi, sau đó ta sẽ lấy cái chuỗi này ta nhét vào cái test field tên là TF2 trên đây. Rồi. TF2 chấm set test. Rồi. Ta sẽ thấy là nó có những cái hàm, ví dụ như là set, thường thường set tức là lấy ra. Xin lỗi, set tức là gán vô, get tức là lấy ra, ví dụ như set test tức là gán cái test vào. Rồi, set test. Chuỗi. Ok. Rồi, combine nó. Rồi, ta chạy thử. Rồi, bây giờ ta đưa chuột đây vào list. Thì nó sẽ hiện cái tọa độ chuột là 70 196 như vậy, ta list. Ta có được cái tọa độ khi ta lấy chuột. Ta vừa minh họa xong cái lớp sự kiện là mount event. Tiếp theo ta sẽ minh họa về cái lớp sự kiện assignment event. Cái sự kiện này xảy ra khi một cái thanh scroll bar được cuộn. Ta sẽ sử dụng cái lớp là assignment event với cái giao diện là assignment listener lắng nghe bằng cái hàm là add assignment listener và cái hàm xử lý của nó là assignment value chain. Bây giờ ta sẽ minh họa cái phần assignment listener. Rồi ta bỏ cái element này đi. Rồi để fill luôn. Rồi bỏ cái sự kiện mau lít luôn. Rồi cái bài ta bây giờ chỉ có frame thôi. Bây giờ ta sẽ tạo ra ba cái thanh cuộn. Và ba cái thanh cuộn này sẽ là cho phép ta cuộn. Cái vùng cuộn nó sẽ là từ 0 đến 255. Ta sẽ tạo ra ba cái cuộn tượng trưng cho bảng màu RGB, Red, Green, Blue, mỗi cái từ 0 đến 255 trạng thái. Và khi ta kéo trên từng cái cuộn này thì cái màu nền là nó sẽ lấy ba cái thông số nó pha với nhau và nó ra được cái màu nền của ta. Màu nền theo kiểu cái bảng màu RGB á. Rồi bây giờ ta sẽ tạo ra cái ba cái cuộn. Scroll bar tên là red chẳng hạn vậy, scroll bar red á bằng new scroll bar. Rồi ta cho nó nằm hàng ngang thì ta sẽ có ta truyền vào số là scroll bar chấm vertical. Rồi. Ở đây ta có các cái đối số truyền vào là 0, 255. Tức là ta cho cái thanh cuộn của ta sẽ có nhỏ nhất là 0 và lớn nhất là 255. Tức là cái thanh cuộn của ta sẽ chạy trong cái miền là từ 0 đến 255. Cái đối số 50 ở chỗ này tức là ta sẽ bắt đầu cái thanh cuộn ở cái vị trí là 50. Cái số 1 ở đây là mỗi lần khi mà ta lít vào cho nên cái cuộn nó chạy á thì nó sẽ nhảy đi mấy nấc. Ở đây ta cho nó nhảy một nấc, tức là giả sử đầu tiên nó là từ 0 đến 255 và nó nằm ở vị trí 50, cái ta nhấn một cái nó nhảy một nấc tới thành ra 51 như vậy. Rồi bây giờ ta sẽ tạo ra ba cái tượng trưng cho RGB, rồi ta copy cho nó lẹ, rồi bắt qua ba thằng.
Rồi bây giờ ta chỉnh lại là red, green và đây là blue. Rồi ta sẽ add ba cái thằng này vào. Red, add cái thằng green và cuối cùng là add cái thằng blue vào. Sau đó ta cho ba cái thằng này cùng lắng nghe cái sự kiện. Chấm. Add Assuming Listener. Rồi, một thằng. Chấm. Add. Rồi ba cái thằng này sẽ lắng nghe sự kiện. Bây giờ ta sẽ qua ra ngoài ra ta phải implement ở đây nữa. Cái thằng này là implement cái thằng này là Assessment Listener. Rồi. Bây giờ ta sẽ viết cái sự kiện khi mà đây ta có ba cái cuộn đây nè. Rồi. Viết cái sự kiện là khi kéo cái cuộn này, kéo một trong ba cái cuộn này thì cái bắt sự kiện sẽ xảy ra, tức là ta sẽ viết cái hàm để xử lý cái đó đó. Public void assessment value ta phải nhớ là ta phải chú ý rằng cái này là cái hàm của nó đã quy định rồi, ta không có thể nào mà viết khác được. Ví dụ như là ở đây ta mà viết cái assessment này ta viết chữ A, ví dụ như ta viết chữ A này mà viết hoa cái là nó lỗi liền á. Rồi. Ở đây ta sẽ truyền vô là cái assessment event. Rồi, đại diện tên là A. Rồi. Ta cầm bài thử. Rồi. Nó thành công rồi, giờ ta thử ha. Bây giờ cái assignment value trend này ta thử thay đổi, ví dụ như là ta thử cái này nó thành ra là chữ A lớn như hàng vậy. Là bảo đảm nó lỗi liền. Rồi. Đây nó lỗi liền. À. Những cái tên phương thức này là nó đã quy định trong cái lớp rồi, nhiệm vụ của ta là nhớ xài thôi. Rồi ta bây giờ ta sẽ lấy ba cái value ra khi mà ta thay đổi. Khi mà một trong ba cái bất kỳ mà thay đổi cái một trong ba cái thay đổi thì ta sẽ lấy giá trị từ nó ra và ta gán vào cái màu nền. Rồi đầu tiên ta sẽ lấy ra. In dạng ra red color bằng sred bằng cái đối tượng của ta đó. Bằng cái thanh cuộn chấm get value. Rồi cái hàm cái đối tượng này chấm get value tức là cái cuộn này lấy cái value của cuộn này là nằm trong khoảng từ 0 đến 255 và lấy cái value đó ngay tại cái thời điểm ta kéo ra, nó lấy cái value đó ra coi bây giờ nó lại nhiêu. Tương tự vậy ta làm cho ba cái thằng kia. À, sửa lại red green này là blue. Rồi nên là sửa cái đối tượng luôn s green. S blue. Và bây giờ ta sẽ có là ba cái số r j b và pha pha lại để gán vô cho cái color của ta. Ta tạo ra một cái đối tượng color mới. Color C bằng new. New color. Rồi. Ở đây ta truyền vào. Ta sẽ truyền vào ba cái số tượng trưng cho RGB đó, tức là sẽ là red color phẩy green color phẩy blue color.
có 3 thằng. Bây giờ cái C này là một cái màu mới được pha từ ba cái số, mà ba cái số này chính là lấy giá trị từ ba cái thanh cuộn. Rồi ta lấy được cái màu này, bây giờ ta lấy cái màu này ta gán vô cho cái background. Đi chậm set background color C. Rồi rồi ta chạy chương trình. Và thực thi nó. Rồi, ta tạo ba cái cuộn như thế này. Đó, khi ta kéo thì cái màu nó chuyển từ từ đó. Không là cái này, ví dụ như là red maximum, green nhỏ xuống, blue nhỏ xuống. Đấy, rồi, này không không hết nè. Còn này là green nó maximum. Cái này là blue maximum. Đó, ta có thể pha ba cái này lại. Đó. Ta đã vừa minh họa xong cái cách bắt sự kiện cho một số cái đối tượng. Nó còn nhiều cái listener nữa mà ta sẽ không có nghiên cứu hết. Ta có thể là xem cái thư viện của nó để nghiên cứu thêm.